Ngày 7 tháng 9 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đỗ Chí Tâm, 40 tuổi, ở ấp Bình Linh, xã Trà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, 16 năm tù giam về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo cáo trạng, từ tháng 8 năm 2017, Tâm với một phụ nữ thuê phòng trọ tại ấp Bình Linh, xã Trà Là, huyện Dương Minh Châu sống với nhau như vợ chồng. Sống chung với Tâm còn có hai con riêng của người vợ hờ, một bé 13 tuổi và một bé 11 tuổi. Khoảng từ tháng 10 đến đầu tháng 12 năm 2017 âm lịch, lợi dụng người vợ hờ thường xuyên đi làm vắng nhà, Tâm đã 5 lần dụ dỗ thực hiện hành vi giao cấu với bé 13 tuổi. Sau khi thực hiện hành vi, Tâm thường cho bé tiền và dặn cháu không cho mẹ biết. Hội đồng xét xử tuyên phạt Tâm 16 năm tù giam. Ngoài ra, trong thời gian chung sống với nhau như vợ chồng, Tâm và người vợ hờ đều chưa ly hôn nên đã vi phạm vào điểm B khoản 1 điều 48 Nghị định 110 ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tây Ninh đã có công văn gửi đến chính quyền địa phương nơi Tâm và người vợ hờ cư trú để xem xét xử lý.